Chú hai Trung Hoa. Bác không biết lên đường nào luôn. Con đó khổng lồ luôn hả chú hai? Bằng chiếc xuồng luôn hả chú hai? Trời ơi. Bự gì đó. Mình thấy cái đuôi nó là nó bị lớn hả? Coi cái đuôi nó rồi. Cái đuôi nó đó. Chót đuôi vậy. À chứ cái đuôi nó. Dạ. Yeah. Lớn gì nó này. Rồi lúc mà nó bò lên ông thấy cái đầu nữa không? Không thấy đâu. Nó ngóc đầu lên gì sao ông không thấy hả? Không thấy đâu. Thấy mình nó không. Thấy cái mình không à? Không, còn thấy ở đâu. Sao nó hay giấu cái đầu nó không cho mình thấy hả chú hai? Không biết làm sao. Mà nó la. Nó la mình nghe. Nghe tiếng la thôi. Dạ. Người ta cho cái gì tôi làm ướt. Hôm nay đem thuốc lên chỗ nhà mát ở trên núi Tô quý vị chú hai. Chỗ chú hai nè. Thì quý khách hành hương, quý vị có ai có đi ngang đây có bệnh gì thì ghé lại thỉnh thuốc về uống. Trong này có dây cóc nè, bổ thận nè, thuốc tiểu đường nè, nhức mỏi, tê nhức, bệnh gút, đủ thứ, bao tử, thuốc ba bài, mắc gan. Anh Minh ở Mỹ gửi tặng chú hai với thím hai người chai dầu nước xanh. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều nhiều con ơi. Cảm ơn nhiều nhiều. Biết nói anh chút chút à. Anh chút chút à. Tại vì ở trên này khách hành hương người ta đi đông. Khách đi đông mà mình dạ. Cho người ta lấy rồi. Dạ, vì để đây đừng coi có ai có bệnh gì đó, người ta ghé lại người ta coi hợp với bệnh gì đó người ta thỉnh ta uống. Như bịch này là thuốc tê nhất khớp nè quý vị, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 30 viên. Trong này có để dược phần thành phần thuốc nè. Cây công nguội, nhãn lòng, nhàu gừng, rau dừa, rau dừa kiển đó. Chùa Hội Phước Tự, thuốc cấp miễn phí. Đây là Hội Đông Y xã Nhân Mỹ. Này là Hội Đông Y xã Nhân Mỹ làm. Địa chỉ là ấp Nhân Hòa nè, xã Nhân Mỹ nè. Lương Y 2 cảnh, cấp miễn phí, có số điện thoại luôn. 0949923282. Hỗ trợ tiêu hóa, giải nhiệt, tiểu đường, viêm khớp, nhức mỏi, người lớn uống 40 viên, ngày 2 lần. Chừng nào hết đó, rồi ông cho con hay con đem lên nữa. Dưới nhiều lắm. Cái này là đoàn năm nguyên lại chắc hết luôn rồi. Bị quá đông. Đông. Dạ. Yeah. Đông rồi mình. Nhưng mà anh ta đâu có bệnh hết đâu chú hai ơi. Cũng. Quảng cáo. Quảng cáo. Huyện Văn Năm. Cho tôi lại để cho anh em bà con. Đó, thuốc của người ta chứ không phải của con. À. Không, con đem lại chú nói con. Này giải độc mát gan. Đủ thứ cho nó đủ loại thuốc. Nhưng mà cái thuốc này uống nó hơi lâu dài nhưng mà nó hết luôn. Thuốc nam. Dạ thuốc nam. Thuốc nam mà mình uống hết bệnh luôn. Dạ. Không phải như thuốc tây đâu. Dạ. Thuốc tây là nó hết thuốc nó lặp lại. Thuốc tây là chỉ cấp cứu. Hôm nay lên thăm chú hai và đem thuốc lên để đây cho bà con ta có ai bệnh uống gì. Đây là chỗ chú hai. Cái dừa đó đốn rồi hả chú hai? Nó gãy cổ luôn á. Gãy luôn hả? Ừ, gãy luôn rồi. Chú đâu có chặt được. Bà cũng chặt không có được. Khách người ta lại. Nó chặt luôn. Bị nó gãy ngang đường ra đi. Dạ. Yeah. Mấy người ta là, thôi bà lấy cái quéo lại. Lấy cái quéo lại. Chứ chặt dùm cho.
Bị chú mới mổ làm sao chú dám. Dạ. Để chặt đi bắt qua mổ nữa thôi gì. Có mổ rồi đâu có sợ mổ nữa. Trời ơi, có một lần đó đái đẻ quần. Đái đẻ quần. Trời ơi, thức lên, trời ơi, thuốc nó hay quá. Nó rời rời cái lỗ tai mình với hai cái vai này chết queo rồi. Thức lên trời, nó mổ hồi nào tàn nát bụng hết trơn. Nó mổ không, nó lôi nguyên bộ đồ lòng ra, nó rửa, lấy xà bông đổ rửa, nó chà đồ này kia, rồi nó mới để vô mai lại. Cái này tại tại chú không có biết, nó không có cho mình thức. Nếu mà nó cho thức thì chú cho nó cắt một mớ bỏ. Vậy hả? Cho nó gọn lại nhẹ lại ha. Cắt cái ruột đó đó, cắt mớ bỏ đừng cho nó đau nữa. Mấy cây sồi ở bên này làm sao không dám leo lên. Xin đèn pin. Ông đi gọi gọi được bà lớn vậy. Mà giống có con bàn gì đó. Chim đại bàng. Chim lại bàng. Yeah. Có mỏ đàng hoàng. Có mỏ. Có giò đàng hoàng luôn mà nó đẹp. Nó ba màu nữa. Yeah. Ông thấy ổng không dám lấy, ổng lên hỏi tôi. Yeah. Nói người ta cho ông rồi đó. Yeah. Lấy đi. Mà lấy đi để trên bàn thờ á. Yeah. Ông hết bệnh rồi. Yeah. Đó, bây giờ hết bệnh rồi nè chú ơi. Vô đây hết bệnh luôn. Yeah. Mát. Nó mát. Mà cái đó có đủ duyên mới về với chư thằng đồ đây cho mình mới gặp thấy. Thôi mới thấy. Yeah. Rồi mới ổng vô lần nữa, ổng kêu tôi xuống luôn. Yeah. Rồi nói thôi vậy thắp nhang đi, nếu mà sợ vậy thắp nhang đi, thắp nhang xin người ta đi. Yeah. Mới ổng thắp nhang một cây nữa không có được, ba cây. Yeah. Thắp nhang ba cây rồi mới ổng xin. Yeah. Xin lấy cái tay để vô lập. Lập lên cái tay ổng liền. Yeah. Nói to thấy không, lấy lại cho con cháu ổng coi. Trời ơi, nó quá trời đẹp, có mỏ luôn. Bằng đá hả chú hai? Đá mà ba màu. Dạ. Yeah. Ba màu nó có cảnh luôn á. Có cảnh luôn. Có hai cái cảnh luôn. Nói lấy đi, không có sao. Ông nói trời ơi, gặp ông hai. Hàng quân y. Cho tôi 1 triệu luôn. Ông hai, dụng ơn tôi xin gọi. Nhờ có ông hai mới tụi được cái này. Nói lấy đi để trên bàn thờ á. Để tầm bậy hay hoặc là lấy để trong chùa. Không có để tầm bậy được. Yeah. Kiếm mận ăn được khá lắm. Như cái bông con cho ông Ly nó để nữa, ông làm đem lên chùa Thà Bà ông để. Nó màu đen, màu đỏ, màu trắng. Yeah. Ba màu. Yeah. Rồi đi chú hai. Này làm lăng can người ta đi nó dịnh nè, quá im à. Cái này lăng can này ai làm chú hai? Chú hai, lăng can này ai làm? Là có ông con 8 dây. Dạ. Cái nhà mình chở cát xi măng lên tới nhà đó. Dạ dạ dạ. Dạ bên đó ông đó làm. Mà cũng tiền của ông Năm Nguyên á. Dạ tiền của Mạnh Thường Quân. Mình không có đồ làm. Người ta có đồ làm. Nó có máy hàng đồ này kia. Người làm lăng can trên đó luôn. Lên thăm lại cái giếng nước thì đó làm cái giếng nước ở trên này nè. Đừng lộ giờ làm bự ra chút xíu cái gì. Hôm nay không có mưa nè. Cái giếng nước khô gan luôn cái gì. Chứ hồi trước ở đây là nước không có ngưng luôn. Nó rịnh xuống này đầy hoài luôn đó cái gì. Bây giờ khô hết trơn luôn rồi. Nguyên hòn đá lớn. Bành thị nết. Nắng quá nắng.
không có gì chịu nổi. Phần nữa là đường cũ mấy năm trước làm, phần nữa là chú Hai mới làm sao thêm ra. Đường này xe chạy lên thua rồi, đâu chạy được. Hồi trước mấy ông chạy á. Hồi trước chưa làm bậc thang mấy ông xe chạy lên á. Dạ. Rồi chạy rồi nguy hiểm quá rồi mấy ông nghỉ. Bị cua quá gắt á, gắt mà lên dốc quá đứng. Có lan can gì là ngon lành. Chạy đi chú Hai, chạy đi có mệt con chịu cho. Ở đây không có con dúi, tròn dưới nhang không à, dưới sóc. Nhang sóc rồi á, tròn. Lan can quá im. A Di Đà Phật. Đằng dưới nhìn nó cao quá vậy. Quên mặt quần dài rồi ông ơi. Tấm lòng cũng được ha. Dạ. Mạnh thường quân và đoàn Năm Nguyên hỗ trợ tiền làm hàng rào bảo hộ cho khách trăm họ. Có để tấm bảng luôn. Mạnh thường quân và đoàn Năm Nguyên hỗ trợ tiền làm hàng rào quý vị. Cho khách hành hương đi không có nguy hiểm. Ở chỗ này khỏi làm. Mấy cái lá này nè, mấy lá này ăn được quý vị, ngọt lắm. Gần hết bậc thang rồi. Lên đây nghỉ chút đi Nhã ơi. Lên đây bằng này. Mình đó toàn là hang không đó quý vị. Mấy hang này mình với chú Hai chưa đi. Giờ nắng nôi ba dây leo rồi nó chết. Trống ra nhìn mới thấy. Hồi trước nhìn ở dưới đó không có thấy gì hết trơn. Ở dưới đó hang không à. Ê, tới điện 5 căn rồi quý vị. Điện 5 căn. Điện này từ ngày xưa tới giờ. Điện 5 căn nè, nè, nè. Phía dưới là hang hổ. Hang ngũ hổ. Không biết nó bị nhỏ nào đánh cho đít nó bự dữ không biết. Giống mập đậu. Vậy gắn hả? Lên đâu? Lên đâu? Lên đó. Hồi nãy cũng thấy màu xanh đó. Màu xanh đó, màu xanh. Cũng thấy bò mất tiêu rồi. Đây hang hổ quý vị.
Hôm nay là điện 5 căn. Điện 5 căn là hang hổ mây. Còn bên đây là hang hổ. Hang hổ lúc trước mình với chú Hai hay đi xuống. Có cái nguyên cái bộ xương đầu của rắn hổ mây ở dưới, lúc dưới đáy hang quý vị. Cái hang này là chỗ xuống hang Quỳnh Long ở dưới luôn. Hang Quỳnh Long khó xuống. Nó mới gặp đá màu xanh bay lên chảnh luôn rồi. Nó thấy. Nó lên chảnh à. Nó chạy lên hả con? Dạ, con, nó chạy lên, nó chạy nhanh lắm. Ờ, chạy nhanh lắm hả? Hổ đó, hổ mai. Dơ dữ dằn lắm. Ồ, hồi trước rồi, hàng ngàn, hàng triệu con luôn á. Nó là dày đặc luôn mà. Hàng cho này một tấm luôn. Bây giờ đi bớt rồi. Bị người ta xả rác quá nè. Ừ, đúng rồi. Xả rác ô nhiễm. Cỡ mưa nữa. Con dám đi xuống không? Dạ. Con sợ nó cắn. Sợ nó cắn. Ta xả rác quá. Trời, xả rác luôn. Con thấy ở đám cỏ rồi bắt được nó luôn. Nút đi ra mấy cái gác này nó phải để ở trên đừng nó đốt ha. Mày xả xuống mấy cái hang mà chỗ tâm linh gì mà. Dưới cờ cũng hết linh luôn. Hết linh luôn. Cái hang bên kia sâu dữ lắm. Hang bên đây. Rồi, chú Hai xuống dưới rồi. Xuống rồi. Kìa mới thuốc dưới nữa. Mình làm cái đồ hố gác mà để gì nè, chứ xả quá. Dạ. Xả gác với nó dơ. Dơ cũng nói là sâu lắm. Sâu lắm, đi xuống dưới phải không? Rồi bắt đầu mới leo qua một cục đá chung qua lỗ qua bên đó đó. Qua bên đó rồi mới chung xuống nữa, còn sâu lắm. Nó đi qua đó đây, đi xuống đó. Đi đường này nè, đi xuống này nè. Đi không? Xuống đây xuống dưới đi à? Chú Hai chắc đi không được với bé nhỏ đi không được không, này nó đi dư sức hả, nó có đi rồi à. Dạ yeah. Đi không, hai kéo mình đi. Tắt đèn cái tối hù nè. Ừ, tắt đèn cái tối hù, tối hù tôi hát luôn. Ồ. Anh em 73 tuổi. Ờ, chưa răng chưa mọc chưa đều. Gọi đi dắt bắt đi. Con dắt bắt đi. Chú Hai. Rồi. Xuống bắt xuống. Cái này nó không có chịu lấy xi măng làm. Tất. Dễ thấy vậy mà mình hỏi làm coi không có cho mình làm. Làm bậc thang lên. Ừ. Xuống đó luôn đó anh. Xuống đường này hả? Nát xuống luôn đi nát. Nó trùng qua kẻ này nè anh. Qua đó đó. Con cầm bắt vô rồi bắt qua bển bắt cầm nha. Dạ. À. Qua đó cũng có thờ ông hổ nữa. Ở đây là hang hổ. Lâu lắm mấy năm mới thăm lại cái hang này nè. Lúc mà Covid tới giờ. Dạ. Hai năm mấy rồi? Ba năm rồi. Ba năm. Yeah. Rồi nát qua bánh đi nát. Thấy chưa?
Nhỏ nó lẹ. Bị nó nhỏ to. Nhỏ. Nó nhỏ dễ đi lắm. Chú hai chung qua. Bác không biết lên đường nào luôn. Ba phu. Không hết. Không. Không gì. Đâu nè. Đầu rắn. Cái này. Đầu rắn. Cái đầu nhỏ, còn cái đầu bự này không phải. Đầu bự này em mới để vô. Bởi đầu bự này đâu phải đầu rắn đâu. Đầu bự này đâu con gì á? Con gì? Có lỗ mũi rồi nè. Yeah, giống bò, con dê vậy. Giống chắc mệt quá. Đầu rắn ở dưới á. Nhỏ xíu à. Nhưng mà cái sọ nó ba lớn đó, cho nó bự bằng cột đèn á. Đầu này chắc đầu mỡ. Cái đầu này ai mới để vô này chú hai? À. Cái đầu này, xương này ai mới để vô? Chứ lúc trước mình để đâu có đâu. Đầu con gì á. Còn đi xuống nữa, mà khó đi lắm. Anh Trung không lọt đâu. Bự Trung không lọt đâu. Xuống đó đó. Xuống đường này nè. Ừ. Đường đó. Đường đó đó. À, đường đó nó rộng đó. Nhưng đường này nè. Gỗ đầu chung dưới rồi quẹo phải đi qua. Đi qua xuống lúc ở dưới rồi bắt đầu đi qua bên kia mới đi lên. Còn ở đây nè, đi lên đây nè mới chua nè. Không, đi đường dưới đi lên mới được. Phải không? Dạ. À, đi lên đường này mới lên hả? Dạ, đi đường chung chưa lọn dưới á. Lọn dưới rồi qua bển mới đi lên được. Đi lên rồi đầu đi ra ngay gian chỗ ông hổ thợ nãy, chỗ cửa hang á. Phải không? Dạ. Chứ bây giờ mình chở ngược lại cũng không được. Dạ được, chở ngược lại đi đường cũ lại nữa. Không. Học cái này học sọ giống rồi sao á. Học sọ. Cái này. Ừ, sao có nhiều dữ được? Học sọ con mảnh con nai vậy á. Vì đó cái tủ kiến này là cái chị ở nước ngoài gửi tiền mua nè. Để vô nè. Con, anh đi đi khơi. Có ba qua lại đây. Rồi quay lại hay là chung nữa? Quay lại cho chung anh đi không được đâu, nhỏ xíu à. Con không. Vậy là đi lại bé. Quay trở lại. Quay trở lại. Đi trước đi. Ok. Dạ, ok. 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 Lấy cái nhang đốt đi nha Nát. Dạ. Lấy cái nhang đốt đi Nát. Đây. Thắp nhang. Bốn cái. Bốn cái. Bốn cái. Bắt đầu. Vừa trong đây mát. Trong đây là mảng năm không sợ mưa gió luôn. Bão mà mưa gió vậy cho nó không hay. Trong là vậy đó. Dạ. Là cũng mát đó. Rồi hồi xưa chú hai có đi xuống đây không chú hai? Có. Rồi có gặp mấy ông mây rồi không? Không. Không gặp luôn. Là hồi xưa chỗ này có mấy ông hổ sống này hả chú hai? Hồi xưa nhiều lắm đây. Ông hổ ở đây nhiều lắm hả chú hai? Bị chú hai rắn này thì để chú hai cầm nhang rồi chú hai. Là ông vua lại lần nó đi rước ổng lên. Dạ. Yeah. Rước ông tô đó lên. Dạ. Yeah. Cái ông tô xuống cũng rước xuống. Dạ. Yeah. Rước ông đó xuống. Vậy là ông hổ xuống lên rước luôn. Bị ông đó là với con rắn nghe nói được á. Dạ dạ. Ông nói rắn luôn á. Yeah. Ông biểu rắn đi đâu đi đó. Dạ. Yeah. Con dám đi, anh đi trước. Anh đi trước. Không dám đi luôn rồi. Trời ơi, nhát dữ à ông. Hả?
Mình thấy gắn sợ hả? Nãy thấy gắn. Thấy không? Thấy hả? Nó chạy. Nó chưa thấy con nó chạy rồi. À, chưa, mới thấy con chạy hả? Nó chưa. Bự thấy... không? Bự không? Nó chắc là bằng ngón tay. À, bằng ngón tay. Ông con. À. Ờ. Cái giác này cho sợ gắn à. Úi da. Đi qua dễ hơn nữa nè. Dễ hơn, đi qua lại dễ hơn. Đây, bành thị nết trung hang. Rồi bắt đầu tới bành thị hên lai trung hang. Ngồi chơi trung hang. Nó mát. Mát. Mát rồi nó khỏe. Lâu rồi chú hai không có đi hang này. Bữa nay đi hang về hết bệnh luôn. Đây qua đường này đó. Cái hàng ở dưới đó nhỏ xíu à. Cái hàng ở dưới đó ở trong nó bự lắm mà ngặt cái đường vô nhỏ xíu à. Chặt hơn đường này nữa. Vô tới chặn đấy nó bự. Mấy cái đường nó xuống cái hàng nó gì. Đó có cái lỗ đó. Mấy năm trước mình có đi rồi. Bữa nay có ông anh ông đi, ông hơi bự con ra chung không được. Ở đây là hang ông hổ. Rồi mình đi lên. Rồi bắt đầu đi lên cái gì nhá. Đi qua này nha. Quay cho quý vị xem luôn. Mấy ổng lên hết rồi. Đó. Nó lúc sâu ở dưới rồi vậy. Sâu dữ lắm luôn. Mà ngặt cái chỗ này xuống được. Nó quá cao rồi. À, lên đây nữa nè. Tại vì chỗ này nè, đi xuống đó cũng 3-4 mét đó. Phải có bậc thang đi xuống được. Sâu ở dưới nè quý vị. Dưới sạch bon à. Đây là nó cái hang nữa. Nước nó nhiễu. À. Con đất kè. Đất kè nè. À, nước nè quý vị. Nước định đi trong đá, định ra. Đi lên. Ui. Hang này quá lớn không gì. Ui dạ. Nhiễm quá.
Rồi đi Bành Thị Nết ơi. Rồi đi lên quý vị. Nhìn nát. Con muốn lên đường cái này. Muốn lên đó hả? Bò lên đi. Không. Cái dốc gì sao lên? Sợ có rắn đó. Sợ có rắn. Nãy nó thấy con rắn rồi đó. Chỗ mấy cây rắn bay. Hồi xưa hổ ở đây nhiều hết chú hai. Bởi vì người ta thờ bạch hổ nè. Ông này với ông rắn hổ mà nhé. Dạ. Ở đây chỗ này là nhiều lắm hả chú hai. Bị hồi xưa là ông vua ổng lại đây là ổng lên nhà của ổng thì. Dạ. Ông không ăn cơm. Vì sao? Ông hít bông. Tiếng Khmer kêu là bông đom chùm pa. Bây giờ cây đó chết rồi. Dạ. Thơm lắm. Dạ. Yeah. Buổi chiều thơm tới dưới. Ông vua mà ông vua nào? Ông vua Tô. Ông Chắc Tô. Núi này để tên ổng á. Dạ. Chắc Tô là người Khmer hả? Chắc Tô là người Khmer. Hồi xưa tới giờ ông chú hai đi lên đây hoài à, có gặp ông hổ lần nào không chú hai? Chú hả? Dạ. Không có gặp. Ông hổ không gặp. Dạ. Mà hôm nay gặp. Cái này là chú lớn lên đâu có thấy. Dạ. À, có là có gan hổ mày có. Dạ. Dưa heo rừng. Heo rừng thì thấy. Ông này ông chạy đi mất hết trơn rồi. Dạ. Có. Ông già của chú còn. Dạ. Như đời cha của chú hai á mới biết thấy ông hổ. Ừ, mới thấy nó. Dạ. Yeah. Tới đời chú không có hết. Yeah. Mấy ông đi hết à. Cũng như chú nói với con lần đó. Tới là B52 trước khi là B52 á, B52 bỏ bơm núi Tô này. Yeah. Mấy gan hổ mà đi lên chạy. Yeah. Đi rồi gặp chú của tôi, nó xỉu chết luôn, chết một đêm luôn. Dạ, yeah. Là cái ông văn câu giữa đồng đó hả chú? Ở văn câu. Dạ. Yeah. Vậy ông đâu có nói được. Trời ơi, cuối cùng một năm luôn mới ông nói được tiếng, hai tiếng. Dạ, yeah, rồi mới học lại, ông gặp gắn hôm nay với hổ đi vậy đó. Rồi mới ông nói được, rồi mới ông kể cho. Dạ. Yeah. Mới giờ mấy ông có chùa thì ba cái cỏ nó đường nó đi nó khoảng cỡ là 10 mét, 15 mét đi ngang á. Dạ. Đi lên núi đó. Quá khứ. Rắn gì cũng có, con gì cũng có, heo cũng có. Dạ. Khỉ cũng có. Đi theo. Hai ông họ răng hổ mày. Dạ. Bằng cái xù. Ồ. Mấy ông đó ông chết. Chết luôn, không có biết. Sợ hai ông đó. Dạ. Yeah. Mấy ông la quá trời, hô 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 đi đầu tới đó là. Dạ, yeah. Ông dẫn đầu đi luôn. Ừ, dẫn đầu đi. Rồi đi có một năm đó là năm sau. Bị đây năm hai bỏ bơm núi mình núi dài núi cắm. Dạ. Yeah. Bỏ bùng binh. Mấy con vật nó có linh tính hay hay chứ hay nó biết trước. Hay hơn con người mình. Dạ. Yeah. Biết trước đi hết. Dạ. Yeah. Rồi sao có con nó đảo về đó chú hai? Không biết nữa. Có con mà chú hai đi rừng đó gặp con ở bên Ở bên cục đá voi á. Nam Hải. Ông gặp con
ông đi với ông no ông gì đó, gặp con ở dưới núi nó bò lên cho bên cục đá ông voi bên U Lâm á. Con đó khổng lồ luôn hả chú hai, bằng chiếc xuồng luôn hả chú hai. Trời ơi, mình thấy cái đuôi nó là nó bị lớn hả? Coi cái đuôi nó rồi, cái đuôi nó đó. Chót đuôi vậy? À chứ cái đuôi nó, nó lớn gì nó này. Rồi lúc mà nó bò lên ông thấy cái đầu nữa không? Không thấy đâu. Nó ngóc đầu lên gì sao ông không thấy hả? Không thấy đâu, thấy mình nó không. Thấy cái mình không à? Không, còn thấy ở đâu mà. Sao nó hay giấu cái đầu nữa không cho mình thấy hả chú hai? Không biết làm sao. Mà nó la. Nó la mình nghe. Nghe tiếng la thôi. Dạ. Ôi lúc đó nhiều lắm con. Ở chỗ là bên cái chỗ là xóm gần núi Tà Tà đó. Người ta cột hai con bò. Nó chạy lại núi mình. Nó là ồ mà nhìn không có thấy nó đó. Nghe ngộ. Tiếng la thôi. Ngộ hả? Mà con bà lớn thấy. Dạ. Con hai con la đó là không có thấy. Hai con bự không thấy. Không có thấy đâu. Mà nghe tiếng nó là mà hai con bò nó chạy đứt sợi dây luôn. Dạ. Mấy con nhỏ thì mình thấy, còn mấy con bự là không nào thấy. Con bự không có cho thấy. Mấy ổng ẩn không cho thấy. Không biết sao. Ta che mắt mình hết nè. Bởi vì mình đi hang hoài không thấy ông nào hết trơn. Nghèo là mấy ông bò đó. Mà la mình hết hồn luôn hả, tiếng ổng la. Dạ. Ồ, nghe dữ lắm. Mà ổng vừa đi mà ổng vừa kêu gì luôn hả chú hai? Vừa kêu, cũng như là ổng mệt hay sao. Sao ông không kêu lại cho con có gian chứ? Wow. Leo lưng mấy ổng, ổng cởi đi. Mà không biết sao trong gia đình của chú cho thấy hết trơn tất cả luôn. Rồi lúc mà ông già của chú cũng vậy. Yeah. Là chú cũng vậy. Ồ, cái đèn tự nhiên ở dưới cháy lên kìa. Chắc đèn năng lượng hay gì? Đèn điện vậy nè. Tự nhiên Phật cháy sáng trưng ở dưới lên kìa. Nãy tao thui. Nãy tao thui à. Mà tôi đốt nhiên cái cháy không á. Đó, đó. Yeah. Sáng chân ở dưới rồi kìa. Sát này trắng. Chúng đó nó tối rồi. Yeah. Cái hang hổ mây nằm bên đây nè chú hai. Mà cái cô ở trên đó nói liếp à. Bị đi nguy hiểm quá rồi người ta không cho đi. Với lại ổng còn ở dưới đó. Còn mà mình đi sao cũng không cho. Không, mình dạ không có gặp đâu. Cô trên này là kiều cô Nam không gì đó. Dạ. Yeah. Tu hành không có cho thấy. Không. Như cô Nam này cũng ở Long Xuyên. Không biết ở đâu nữa. Ông người đó không có hỏi cái gốc gác ở đâu. Không. Thì bây giờ tới bây giờ luôn á chú, hồi lúc mà chú chưa tu cũng vậy. Gắn hổ may là gặp chú không có mò được. Dạ. Yeah. Mà muốn cho nó mò mà năn nỉ nói sao cũng không đi. Ông nằm im ru luôn. Nếu mà mình cho chú muốn cho nó đi thì chú lui lại. Lui đừng cho nó thấy chú mới nó đi. Đi lên chỗ cô Năm đó. Đi lên chảnh ngầu rồi chút. Không biết sao nó. Ông đó. Mà lỡ là nó không có thấy chú á. Dạ. Nó mò không có thấy chú nó đi. Dạ. Nếu mà thấy chú rồi phải đi. Thấy chú là nó nằm im ru luôn. Lại vuốt đầu nó. Làm được mà. Chú không đi gần. Yeah. Nó đi gần cũng nó nằm một chỗ. Yeah. Chú thử coi hết trơn. Yeah. Không phải là chú đi rồi nó dở cái đầu lên có mình đâu. Không. Còn nằm êm luôn. Nó biết mình không có hại nó rồi nó đâu có sợ đâu. Coi con chim con vậy á, mỗi ngày cũng vậy mà mấy cái thằng đó nó phá nó băng quá. Yeah. Chú ở mình em nó lại gần chú con chim. Dạ. Yeah. Con chim không sợ đó. Cái tổ đó tổ ong hay gì chú hả? Kìa. Nó hết rồi. Mà đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Hết được luôn rồi. Yeah, cái này nhiều con lắm ạ. Cái này con lớn lắm.
cái này để một cái ra nước mắt luôn. Nó vẫn có một cái ra nước mắt luôn. Ở trong nhà bán nước mới nhiều mà nó đi bỏ rồi. Hồi mẹ mất rồi. Hồi xưa á chú hai, lúc mà anh ta chơi mở du lịch đó, hồi xưa còn gần gú rồi đó. Cái hang này đi xuống đâu phải dễ gì đâu chú hai. Cũng như đi xuống cái đường đi đâu có làm bậc thang gì đâu. Đâu có vậy, dạ. Đá vậy nè. Dạ. Đâu có phải dễ vậy. Đi xuống khó khăn hả chú hai? Đi xuống khó khăn, có gì khi mình bỏ chân nó lằn cũng dạ. Cũng có. Dạ. Lụp cụp. Sau này người ta mới làm lại. Sao rồi bị đổ đan, cầu dạ. Thang nó vậy. Cũng như mấy cái hang mà con với chú đi á, đâu còn nguyên thủy á. Đã đi leo lên leo xuống. Con hang bên phố ấy. Kỳ đó con vô cái hang ông hổ mà ở núi ông cấm á. Con chung vô tuốt cái hang con leo lên con gội vô trong cái ngách hang á. Gặp hai con thỏ bằng bắp dế vậy nè. Wow. Con trắng con đen. Con đen nó dòm con hoài vậy nè. Vì con gọi đèn vô thấy á, mắt đỏ chát à. Nó dòm con hoài nè, còn con trắng sau lưng nó đi qua, đi lại. Con nói bụng là sao nó không đứng lại cho mình quay mà nó đi qua lại hoài. Mà nó đi qua lại cái nó dòm con cái. Rồi hồi nào tới bây giờ đâu, mình đâu có thấy con đen đâu. Dạ. Mà này con thỏ đen. Nó đen mung luôn. Mà hang mắt là đỏ chát à. Mà con trắng sao là nó trắng tư luôn. Mà hang mắt cũng đỏ. Cái con dẫn ba cái cô đó ở bên Tân Châu đó, cũng đi giếng hang hổ đó. Cái con mới kêu, con gặp ba cổ tới cúng kêu là mấy cô vô đây coi hang thỏ đẹp lắm. Đó là thiệt hả? Đó là thiệt. Cái mấy bà vô mấy bà gặp rồi cái bờ, mấy bà ra mấy bà không biết gặp cái gì, mình không biết ha. Cái vô gặp cái mấy bà la lên cái rồi đầu đi ra ngoài cúng rồi đi mất tiêu luôn. Không có nói mình tiếng nào luôn. Chắc bà thấy. Dạ không biết thấy hổ hay thấy thỏ không biết. Sao không hỏi bà? Đi mất tiêu rồi con tới chừng mà con tới chừng con đi ra khỏi miệng hang thì mấy bà đâu mất vậy tiêu rồi. Chứ, mấy bà đó là hết hồn hết vía. Dạ. Chạy luôn. Mất tiêu luôn, con không biết cái đâu. Bị con mấy bà ra con còn ở đó đó. Tới chừng mà con đi ra mấy bà mất tiêu chân. Sao không la, đời chui dớ. Mấy bà đi con đâu có hay. Ồ. Bị con còn tuốt ở trong hang cho hay luôn. Dạ. Bị bà hết hồn hết. Sợ quá sợ rồi. Sợ quá trời sợ. Hết hồn luôn. Mấy cô đó bên Tân Châu. Con. Vì mà con đi mấy chuyến sau nữa con vô đó hết gặp. Cho gặp lần một. Con nào mình vô hang nữa. Mà hồi đó giờ con mới gặp con thỏ đen á. Bên bên mình hồi chưa. Chắc con đổ. Không, hồi nào bây giờ không có ai mà thấy con thỏ đen không có. Dạ đâu có đâu. Con đổ chứ ông hổ ông quá thân quá. Cũng như cho mình gặp ông hổ mình sợ á. Rồi mấy ông cho thấy. Dạ cho thấy gì con thỏ. Cho nên mình đừng sợ chú hai. Mà chỗ ổng nằm á rộng ginh nè. Bằng gan à rộng ginh nè. Ở ngoài đi vô thì hơi chật. Mà ông nằm, ông đen, ông nằm dòm con hoài vậy đó. Đưa mặt ra ngoài con á. Coi cái chỗ đó là cái chỗ mình xuống để đa ba đứa là thằng Hoàng Châu á. Cái chỗ đó thấy không? Cái chỗ nào đất có đất á thấy không? Láng hết. Dạ, dạ, láng lứt à. Mà không có cho thấy. Dạ, không cho thấy. Cho thấy có đuôi đó thôi. Là kêu con đủ ngựa lâu quá đi luôn, tốt luôn. Nói đi rồi. Đi. Rồi cái chỗ hang Hồ Nghi cũng vậy. Dạ. Yeah. Ở vườn, cái chỗ là vườn... vườn cái thằng em của tôi vậy ở Múc Nông á. Dạ, yeah, có ông... À, ông Ly. Ông Ly. Chỗ ông Ly đó, vườn á. Mình vô thấy không? Nó láng hết trơn. Yeah, Hoàng yeah. Châu nó cũng la luôn. Trời ơi, láng thiệt. Mà không có cho thấy. Không có cho thấy. Cái đường nó mò ra mò vô hoài không biết sao mấy ổng không có cho cái, thấy cái hang ở trên núi Nam Quy á, cái hang mà nó kêu sâu không có đáy á, là cái chỗ ông sư cả chùa Tức Phót ổng cất cái nhà ở hôm trước liếp cái miệng hang lại nhưng mà còn đi được còn nhìn thấy hang được nhưng mà không ai dám xuống chứ.
Để chừng nào ông khỏe đi con với ông đi qua đó anh chứ. Con với ông đi kiếm mấy lần mà chứ không gặp á. Ở chơi sau lưng chùa Tức Phót là trên núi á. Nó kêu hang dơi, hang dơi đó. Mình đi một lần đi kiếm đường lên không có thấy. Dạ không thấy. Rồi mình xuống lại. Dạ. Mà ông la liền cục đá vô không có nghe lụp cụp hay là bấm bấm gì chứ. Mất tiêu luôn. Người ta kêu là hang nó không đấy. Nó lên chú Hai. Đây là chỗ này là điện 5 căn. Hang hôm nay với hang hổ quý vị. Mới thời mình đi hang hổ.